Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì hôm nay em rảnh em vệ sinh một ít đồ ngày hàng bãi. Anh em mình xem có món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Bên em thì vẫn như thường lệ có hai hình thức giao dịch chuyển khoản, em bao ship, ship code thì mọi người vui lòng mình gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Rồi, đầu tiên thì em về được một cái túi rất là đẹp anh em của thương hiệu Pro Art ha. Đó. Cái này của Nhật anh em. Sợi da này là của thương hiệu Fujidenko này, cũng mới tin luôn. Chung là cái bộ này là chưa xài, này là để anh em mình đeo thắt lưng này, mình có thể mình bỏ đồ vào trong cái túi này, mình leo trèo hoặc là mình đi công trình này nọ ha. Những cái này là chuyên về dụng cụ an toàn bên Nhật, túi rất là dài luôn ha. Này hai bên này nó làm da, này làm bằng vải bố ha, rất là rộng và đẹp để anh em mình bỏ đồ. Rồi sợi dây này của Tsubusan cũng mới tinh luôn, anh thấy không? Sợi dây cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Này Saben này Nhật ha, một cái bộ dây đai còn mới nha. Đó, một cái bộ dây đai là anh em mình cái sợi dây đai còn đẹp này. Sợi dây đai này bình thường em bán đây 150.000 rồi. Đó, cộng thêm cái túi này nữa. Thì cái bộ anh em mà thích cái bộ dây đai cùng với cái túi này còn mới nha anh em. Tình trạng là gần như là chưa có xài nha. Cái túi này thì sợi dây này thì anh em mình tầm khoảng 1m2, 1m4 gì đó. Chung là mình đeo vô tư, chiều dài của chiếc túi này là được là tầm khoảng 20 này. Bề ngang cũng tầm khoảng là 20 luôn. Rồi cái túi, cái bộ sản phẩm này còn đẹp nha anh em. Mã số cho cái bộ này là clip B giúp em nha. Mã số con này là B1 300, 300.000 hai món ha. Mã số là B1 giúp em nha, B1 300.000. B2 thì em có một cái con Eto Aeron ha, này em chưa vệ sinh mới lau sơ sơ thôi đó. Match in Japan này, đáy còn đẹp ha. Dòng này là dòng đế size 360 độ, gồm có ba cái cháu này để nên mình bắt ban ốc ha. Đế size 360 độ, dòng này là dòng cũng khá là bự nha, 3 1/2 nha anh em. Đó, Aeron N735 đế xoay. Rồi tình trạng con này là môi ngầm còn đẹp anh em thấy không? Đó, môi ngầm còn khá là đẹp này. Đó, đây xoay vô này ha. Đây môi ngầm nó còn khít còn đẹp nha anh em. N735 N735 ha. Eto Aeron N735 Made in Japan ha. Đó, con này thì màu sơn là nguyên zin hết. Anh em mình muốn về mình đẹp thì mình có thể mình spa lại, chứ còn con này là hàng bãi nguyên zin em chưa có vệ sinh. Nhưng mà môi ngàm đe đồ này nó còn khá là đẹp ha. Rồi, con Eto Aeron này thì nó nặng là 5 kg, gần 5 kg nha anh em. Con này nó nặng gần 5 kg và anh em làm thích cái dòng Eto Aeron này mọi người cho giúp em. Mã số cho con này của mình đế size 360 độ ha, con này giá 900.000. À, B2 giá 900 giúp em nha. B2 900. Rồi B3 thì cái dòng dòng này. Cái dòng này thì nó khá là phổ biến, rất ngon nha anh em, dòng Aeron, dòng Eto này ha, dòng Eto đế bàn. Nhưng mà cái dòng này là nhỏ, ngầm của mình là No 75 ha, Aeron này. Con này cũng vậy, tình trạng là còn đẹp nha, em chưa có vệ sinh luôn, mới lau sơ qua để mọi người thấy cái ngàm này còn rất là đẹp. Chung là những cái con Aeron ngày hôm nay là đẹp nha anh em, chưa có vệ sinh. Đó. Aeron này. Đó. No 75 ha. Cúc vuông. Rồi con dòng này thì nó nặng nha anh em. Con Eto Aeron này thì nó nặng tới là gần 6 kg ha. Đó. Con này thì nó nặng là gần 6 kg này. Đó. Đây. Ngàm đồ rất là ngon nha anh em, đó, xoay vô rồi. Nhẹ nhàng, nó chưa có vệ sinh rồi em ha. Đó, nó còn 7 nguyên zin mới lao sơ qua thôi, để cho mọi người thấy cái ngàm nó còn đẹp ha. Nó khít xịt luôn này. Những cái dòng Eto này đẹp ở 7 rất là hiếm mà. Đó. Đây. Ngàm 75 anh em. Rồi anh em thích cái con Aeron này thì em để giá 1.1 triệu nha. Con này còn đẹp luôn anh em, rất là đẹp luôn á, 1.1 triệu. Anh em mình sưu tầm. Đó, về mình vệ sinh sưu tầm ha, màu sơn nguyên zin luôn này. Sơn xanh da trời ha. B3 1.1 triệu ha. Rồi. Theo B4 thì em có một cây kìm cộng lực cái kẽm ha. Đây chữ nghĩa này đó. Đây bấm vô đại xuống ha thì nó sái ha. Đó, bấm vô đại xuống cây kìm cộng lực cái kẽm, lưới còn đẹp nha mọi người. Con này size của mình là nó dài tổng thể được là 21 cm ha. 21 cm, con này em để giá là 120.000. Mã số là B42 120.
cái kìm cái kẽm ha. B5 thì một cái lưỡi rìu anh em, một cái lưỡi rìu rất đẹp nha, em vệ sinh rồi nè. Đấy, em vệ sinh sơ qua thôi ha, đánh cước tại vì nó còn đẹp đó anh em, xem không có bị rỉ xét xiết vậy ha. Đó, văn rất đẹp, đây em đánh cước qua thôi, một cái lưỡi rìu rất đẹp, về mình tra cán mình xài ha, lưỡi rìu này còn khá là đẹp. Rồi về cái kích thước của lưỡi rìu này thì cái nó dài được là 10.5 nè, còn này được là 13 nè. Đó, về anh em mình làm cán này để mình siêu tầm ha. Rồi cái lưỡi rìu này còn đẹp, em để giá là 220.000 ha, 220, mã số là B5 giúp em, nó nhỏ nhưng mà rất là dễ thương ha, B5 220. B6 một con dao đi rừng dạng thủ công nè anh em, nó người ta cuốn dây rồi này nọ nè, đó một chữ này anh em, này em vệ sinh lướt sơ qua thôi, về anh em mình mài lại nha. Đó, đó anh em thấy cái con dao đi rừng kiểu dáng này thì mình chốt. Con này thì nó có chiều dài lưỡi được là 17 cm nè, phần này là được 5.5, những cái dòng này là thủ công thép rất là ngon nha, 250 anh em, lưỡi dao là 250 ha. Mã số là B6 250 giúp em ha. B7 thì con dao này em vệ sinh sơ qua rồi nè, nó logo một chữ nè anh em, 180 ha. Đó, về mình mài lướt lại của mình để mình xài cũng được. Con này nó có cán rồi ngon lành, con này thì nó chỉ vác được một mạch thôi, còn ha 180 luôn nè, độ dài phần sóng nó tầm khoảng là 6-7 ly nha. Con này cũng 250 luôn nha mọi người, 250.000 cho cái con dao này luôn giúp em ha. Mã số là B7, 250.000 luôn ha. Đó, logo một chữ đồ đầy đủ. B8 con dao đi rừng hay vắt hai mạc này đó, nhưng hai con này vắt hai mạc lưỡi thẳng đó, rất đẹp ha. Này logo một chữ này em đã vệ sinh rồi, sóng dao đồ còn ngon lành, cán đồ còn ok hết ha. Đó, con này là vắt hai mạc nên là tay trái tay phải thì đều dùng được hết ha. Chiều dài là được là 17 cm ha, chiều dài lưỡi sử dụng, độ dài phần sóng tầm khoảng là 5 ly, chiều dài tổng thể tính luôn phần cán là được 31, và phần bản này là tầm khoảng là 35-36 ly nè. Con dao này vắt hai mạc 250 luôn nha anh em, 250.000, mã số là B8 ha. B8 250. B9 em có một cây cái kéo cắt vải này của Nhật chưa có mài nha, này ốc tán là miệng đồng nha, logo một chữ này anh em. Đó, lưới còn đẹp nha, mà cái này nó còn hơi lục nha anh em, tại vì ở bãi em chưa vệ sinh nhưng mà còn nguyên zin này, về anh em mình cho thợ mình mài lại ha, đem ra chợ đó cho thợ nó mài lại là ok. Cái vải dài 25 cm nha, dài 25 cm. Rồi anh em mình thích cái vải này, về mình cho thợ mài lại ha. Mã số của mình là B9. Con cái vải này 100.000 ha, B9 này 100. B10 một con mỡ đá mài ha, của Top, cái này cũng mới đẹp nha anh em, AB1030 Japan nè, rất là mới nha. Đó, đầu mũi nó còn mới tinh nha, rất là đẹp, màu vàng còn rất đẹp nha, vỏ đồ còn đẹp hết nha mọi người. Rồi anh em thích cây mỡ đá mài của Top này, hình thức là còn khá là mới ha, B10 100.000, B10 ha 100. B11 là một cây kìm của Felco, hàng của Felco nha anh em, đây Smartwit của Thụy Sĩ nha, đây Smartwit này của hãng Felco này anh em, này là giá mới nó mát, kiềm cái cáp này ha, lưỡi nó còn rất là đẹp. Đó, kiềm cái cáp của Felco ha. Đó, vỏ của mình thì nó chỗ này nó hơi bị cắn một tí, không ảnh hưởng gì nhiều nha. Đó, lưỡi cát rồi đẹp, hàng của Thụy Sĩ nha, này nó cắt dây đàn piano, cái dây cáp gì đó ha, dài 19 cm. Rồi con kiềm cái cáp của Thụy Sĩ này 250 ha, 250.000, mã số là B11 ha. B11 250. B12. 12 là một cây kéo tỉa lưỡi dài nha, của Chikamasa này, của Nhật này, made in Japan này. Con này thì nói chung là em chưa có mài miết gì á, mới vệ sinh sơ qua thôi ha. Vì anh em mình có thể mài xem con nào là được, cái là nó dài này. Chiều dài tổng thể của mình lên đến là tới 21 cm. Còn phần từ tâm ra ra là được 75 80 ly á, bự ha. Con kéo này em để giá là 150.000 ha.
B12 150. B13 cái kéo tỉa này nè, dặn đúc sao anh em thấy cái găng này đó, này lưỡi rồi ok nha. Đó. Cái này thì cái vỏ thì nó cũng không có mới lắm nhưng mà còn dùng ok ha. Nè lưỡi nguyên zin anh em mình về có thể mình mài thêm đó, trước có bán cài rồi này, còn cài này ra ben ha. Rồi con này thì cái chiều dài tổng thể của mình nó dài được là 18-19 sang này ha, 89 sang B13. B13 180.000. B14 là một cây kéo quân ARS ha. Này này tía hoa tứ đồ rất là ngon ha, này match in Japan này. Đó. Này. Về vệ sinh thêm nha anh em, này hàng bãi em chưa có vệ sinh. Cắt rồi mình cắt ha, nhỏ nhỏ xinh xinh giá 80 ha. B14 giúp em 80.000. Của ARS ha. B15 thì em có một cây vít cách điện ha, một cây vít cách điện nha. Đó, của thương hiệu Vercel, cái này nó dài được là 23 sen. Đầu mũi vít dương BH2 còn đẹp nè, nó vỏ cách điện nó dài tới gần đầu mũi. Đó, của Vercel. Rồi. Anh em nào thích cây vít này mọi người chốt giúp em. B15 ha, vít này 80.000. B15 giúp em ha, 80. B16 một cây kìm bấm chết của thương hiệu cái gì đây ha, M10 tun nhìn này ha, Mio tun này ha, của thương hiệu Mio tun nhìn này, LLB225 ha, còn mới nha anh em, dòng mẫu dài hàng bãi mà còn mới tin nè, biết là có thể là Đài Loan gia công hay sao cũng được nhưng mà còn rất là đẹp đó, nên mình xài trong gia đình mẫu vịt ha, còn rất là mới nha anh em, xì rồi còn đẹp. Rồi cái kìm móc quả kiểu dáng này nó dài được là 22 sen nha. 22 sen con này để giá 180 tại vì nó không có thương hiệu nổi tiếng ha. Có thể là Đài Loan nó xuất Nhật nhưng mà rất là ngon ha. Miệng mồm nó thẳng thốm. B16 180. B17 thì cái này của Nhật này, cái này của thương hiệu Super dòng SG200. Đó, con này là rang cỏ rồi cũng rất là ngon ha. Có vài vết lắm thôi chứ cũng rất là ngon đó. Miệng mồm kẹp rất là ngon nha anh em, rang cỏ là còn đẹp này đó, thì xoay đồ này nó rất là ngon ha, đó bóp đồ rất là nhẹ nhàng này, xoay núm đồ rất là ngon lành nha anh em đó. Này, xoay ra này bật cái miệng ngon, những con này là cái ngàm cái miệng nó mở rộng lắm anh em đó, miệng nó mở rất là rộng luôn nên anh em mình yên tâm mình xài ha. Dòng Super hay rất là dài gần 25 cm á ha. Rồi anh em thích cái con kìm mà bấm chết thương hiệu Super Japan này, mọi người mình chốt giúp em con này B17 ha. Cái kìm bấm chết này 380 Nhật ha. B17 380. B18 là một cái dụng cụ gì này rất là bự này anh em, của thương hiệu Kojimako ha, công ty Koji này, KK ha, sản xuất tại Osaka Japan. Này nó để là 16 này. Nó thiết kế như thế này nè anh em, nó khi mình ban ra là như thế này ha. Thì anh em mình xem có phù hợp với công việc của mình thì mình chốt. Cái này thì nó bự nó dài lắm. Nó dài tổng thể lên đến là 340 sang nha. 40-41 á. Thì cái này B18 giúp em, cái này em để giá 300.000. B18 300 ha, siêu to khổng lồ. B19. B19 thì em có một cây khóa của Mỹ. Thương hiệu USA này. Hệ số in nha, bên này là 1/4, bên này là 1/5/16, quá bự nha, thích đen nha anh em. Cái dài của Mỹ anh em mình chuộng cái hàng của Mỹ thì mình chốt, dài được 45 sen ha, này em để giá là 100.000. B19 ha, của Mỹ 100.000 ha. B20 cây khóa bự nữa của thương hiệu MCC ha. Cái này thì hai đầu của mình, đầu này là đầu 21 thì cái kiểu bánh cóc đảo chiều anh em mình gặp núm qua ha. Rồi bên này là đầu 26 ha, MCC luôn này, bánh cóc hoạt động anh em không, ngon lành ha, rang cỏ nó còn đẹp. 21-26 nha anh em. Rồi anh em thích cây khóa 21-26 bự này mọi người chứ giúp em B20 ha, 130.000. B20 130. B21
có một cây kìm này, mấy cây kìm của thằng Fujiyak đẹp. Cái này người ta khoan lỗ để tích điện thôi, người ta khoan cái lỗ nhỏ thôi anh em đó, nên mình an tâm. Dòng này là dòng có Epcot này, Made in Japan này, dòng này mà còn đẹp rồi, giá nó cao lắm anh em đó. Rang cỏ nó còn rất là ok nha, là anh em mình xài trong gia đình là rất là ngon đó. Siêu bự ha, này nó dài tầm khoảng 22 sen á, rất là ngọt nữa ha đó. Đây cái kìm này nó dài được là 22 sen này, thì cái này nó bị khoa một lỗ thôi nhưng mà cũng rất là ngon nha. Cái này em để giá là 180 ha, nó khoan lỗ thì nó mất cái giá trị tí ha, nhưng mà còn rất là đẹp. B21 ha, 182 thì cái này còn đẹp này. Thì mạch kìm nó như thế này anh em, giáo dít để cổ luôn. Đây rèn cổ nó còn khá là ngon. Vỏ của mình là vỏ dài cách điện nha anh em đó, vỏ dài cách điện, các bao ngọt ha. Những cái này là các rất là ngọt luôn. Size cũng bự nha anh em, size của mình cũng là 21.5 gần 22 sen luôn á. Rồi con này thì 180 luôn, vỏ nó còn đẹp. 180 B22 183 thì cái này Fujiya, cái này cũng còn đẹp nữa anh em đó. Cái này đẹp nha, Fujiya thì thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng rồi đó. Thì anh em mình thích thằng của Fujiya đẹp, mình chốt con này, nó rang cỏ rồi còn khá là mới ha. Vỏ luôn vậy, rất là tươi không cắn gì hết ha. Đó, nên mình thích dòng kìm đẹp thì mình chốt con này. Cái rất là ngọt ha, cái rất là ngọt. Thì cái này nó dài được là 19 cm anh em, cái này 180 luôn. Mã số là B23 giúp em ha, 23 18 24. Cái kìm thương hiệu gì này, giao dịch nội địa Nhật, Made in Japan ha, dài 16 cm. Rang kìm rồi, nói chung là còn ngon lành hết, anh em mình an tâm mua về xài ha. Chiều dài của mình là nó dài được 16 cm, cái khá là ngọt. Vỏ của mình là vỏ dài cách điện ha. Rồi con này em để giá cho mọi người là B24 ha, con này 90.000. B24 ha, giá 90 ha. B25, một cái kìm nhọn của Fujiya ha, con này thì ok này đó. Tuy nó không có mới, anh em về vệ sinh thêm ha, về vệ sinh thêm, em mới vệ sinh sơ rồi. Fujiya cái kim nhọn này nó dài 16 sen nha, à, dài 16 sen, cát ngọt ngào, 60.000 ha. B25 60. B26 cây kim Epcot này thì nó chắc nó Epcot được tới 14 ha, à, nhỏ nhỏ chung chữ ấy không, em có Densan nha anh em, thương hiệu Densan nè. Đó, dòng này thì bấm nổ ép rất là ngon ha. Đó, anh em ha, rất là nhạy luôn. Đó, ép chắc tầm cốt 14 thôi, đen xanh, tại vì cái này là chữ Nhật không nên là em cũng không có thông số. Thì anh em thích cái kìm ép cốt này, chắc nó ép được tới cốt 14 của thương hiệu Densan, dòng này là DC17A ha, Made in Japan này. Cái này mã số của mình là DB26. Con này em để giá 240 ha. B26 này 240. B27, con này của Lotte hiệu tôm hùm. Con này thì cũng vậy nha, giống như cái con nãy, nhưng mà cái dòng này thì nó kiểu nó cứng cáp hơn đó. Cứng cáp hơn con nãy đó, con nãy thì nó mềm hơn đó. Con này là dòng cái lò xo bạc chỉ kiểu này ha đó. Mỗi con nói chung là anh em mình thích tháng nào mình chốt con đó thôi. Con này là AK17 của Lotte ha, ngoại hình còn đẹp luôn đó. Thì con Lotte này em để giá 220 à, anh em thích thẳng Lotte thì mình chốt con này B27 giá 220. B28 thì cũng vậy luôn, AK17 luôn của Lotte luôn ha, hai con giống nhau nha anh em. Đó, những cái này thì nó ép tầm cốt 14 trở lại thôi. Hoạt động luôn, ngon lành hết ha. Rồi 220.000 một con ha, B28. Con này 220 luôn. Đây, B28 ha, 220. B29. B29 là con này. Con này thì có thương hiệu Marvel ha, con này thì nó còn nhỏ hơn nè. Và 1.5 à 1.25 này, 2.5.5 và 8. Con này thì cái đầu cốt của mình thì nó chảy như này ha, chảy một hai đường như này đó. Ha, anh em mình xem. Nó hoạt động của ngon lành của Marvel ha. Đó. Rồi, con này thì hình thức thì nó không có mới lắm nhưng mà xài cũng rất là ngon. Con này 200.000. B29 giúp em. 200. B30 là một cây khóa chữ T 10 ly ha, mở ốc 10 ly của KTC. Đó, nước C rồi, nói chung là còn ngon lành. Đó, mở ốc 10 ly ha.
dài 25 sen này. Cánh tay đòn của mình là tầm khoảng 20 sen, cái này em để giá 80. B30 ha. 80.000 của KTC. B31. Một cái con ốc dài của KTC 10 ly, dạng này là dạng 3/8 ha, con này 30.000. B31 30. B31 ha, 30. B32. Một cây khóa của KTC nữa. Cái này là 12 ly này ha. Đó, bên này là 12 ly, bên này cũng 12 ly. 12 ly này thì thiết kế kiểu bánh cóc này. Đó, và gạt gù này. Đó. Thì anh em thích cái con KTC 12 ly này, B32 ha, 100.000. B32 giúp em ha, 100. B33, một cái đầu bán ốc của Vercel. Đó, con này nó bán ốc 13 ly ha, Vercel 13 ly này. Ốc ngắn. Chui 6.35 ha, rồi con này 70.000. B33 ha. B33 70. 34 là một cái kìm tuốt dây điện. Này cũng chưa vệ sinh nữa. Này, nó tuốt dòng dây nhỏ anh em, đó tuốt dòng dây nhỏ này anh em thấy cái lỗ này nhỏ xíu à, đó ha. Bật là ngon lành hết. Kìm tuốt dây điện ha. Đây thương hiệu Green Light này ha. Cái kiểu tuốt dây điện kiểu sổ súng ha. Rồi cái này em để giá 180 ha. Dây nhỏ chứ dây điện nhà không vừa cái gì mà. Cái điện này bỏ vô ống lọt này. Đó. Dây điện nhỏ thôi. B34 ha. Còn này 180 ha. 35. 35 thì cái này. Cái này nó mạ đồng nha. Cái này nó mạ đồng, logo như thế này nha anh em. Đó. Kiểu dáng như thế này nè. Thì con này nó có cái chiều dài tổng thể mình đo được là 27 sen ha. Anh em thích cái dụng cụ này em để giá 80 thôi. Cái này nó mạ đồng nha anh em, cái màu đồng nhưng mà nó mạ 500 hit nè. Đó, đây B35 180. Còn nếu mà anh em mình thích cái con hàng thiệt luôn, đây, con này là bằng đồng nguyên khối luôn, 500 không hit ha. Đó. Hoa vàng họa tiết rất là đẹp. Cái này là đồng nguyên khối luôn, không hit nha. Thì con này bằng đồng nguyên khối giá 200 nha anh em. Đó, hai con giống nhau nhưng con này là vậy. Bằng đồng thiệt nên là không có bị 500 không có hit ha. B36 200. B37. Một con Kumba ha. Tay thương hiệu này ha. Đó, AES ha, cái này thì nó dài 20 cm. Đó, vì anh em mình vệ sinh thêm ha. Ngoài cứng. Rồi cái này em để giá 80. B37 ha. 80.000. B38. B38 là một cây mỏ led của thương hiệu Lotter, cái này nó cũng mới nè anh em mình sưu tầm nha. Sa 250 của hãng Tâm Hùm. Mới tin luôn. Rất là đẹp. Đó, nên mình sưu tầm nha anh em. Rồi anh em thích cái con mỏ led Sa 250 này mua về sưu tầm. Mọi người cho giúp em B38. 200.000. Và mã số cuối cùng B29 là cái thước em đang đo này ha. 3,5 m của thương hiệu Tajima Japan, bản thước 25 rất là đẹp. Đó ha. Chữ số nó còn ngon lành. 3,5 m Tajima Japan. Có khóa chặn. Đó, về. Thì anh em thích cây thước 3,5 m của Tajima Japan này B39 giúp em ha. B39 100.000. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây ha. Và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.